Ok nha.
chị ghi đơn em rồi ha. Có áo cơm luôn chị ơi, hết này em lên cho nha. Tại vì em lên hết màu cái bộ này đó. Rồi em qua mẫu khác cho mấy chị. Ở bộ trắng này chị nói bộ trắng, chốt bộ trắng em. Lên em bộ trắng với chị ha. Rồi bộ trắng với chị đẹp. Dạ 140.000 một bộ. Rồi chị nào thích bộ trắng này chốt bộ trắng cho em nha. Bộ đen sao em cũng thấy nè. Xanh ngọc đây, màu
xanh ngọc. Hay là ấn comment em không thấy, nãy giờ em không có thấy cái comment nào mà chốt bộ nào hết ạ. Màu xanh ngọc đẹp lắm quý chị. Trời, khi nào thích chốt xanh ngọc, nó đã xanh ngọc giùm em nha. Màu xanh ngọc đẹp chưa? Áo lẻ size số 3, chị đưa màu em coi em lấy được màu nào em lấy nha, chị tím. Rồi, màu xanh ngọc đây mấy chị. Khi nào thích xanh ngọc, lên mã xanh ngọc cho em nha. Size 1 cho tới size 5 thôi. Đây, bộ em mặc là màu xanh ngọc. Cái màu xanh này dễ thương lắm chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn á. Tại em không thấy comment mà. Tặng comment hay gì rồi đó chị Thu Hương ơi. Em không thấy comment của chị luôn á. Rồi em qua áo lẻ một xíu thì quay lại ha bộ nha mấy chị. Rồi màu xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt mã xanh ngọc. Đây chị đưa áo lẻ size số 3. Còn cái nào đưa lên em coi em lấy. Áo lẻ lên với quần đen hoặc là quần trắng nha mấy chị. Tóc mồ hôi. Rồi áo lẻ 85 ngàn một áo, 145 ngàn một bộ. Áo màu với quần đen hoặc quần trắng thôi mấy chị ơi, cũng có size từ 1 tới 5 cho em nha. Màu em đang lên là màu tím cà. Bộ một màu cũng có màu tím cà luôn mấy chị. Màu xanh ngọc. Vậy là em lấy cho chị là một bộ màu xanh ngọc với là một bộ màu tím huế size số 3 đúng không? Ok chị ha. Bộ màu xanh ngọc rồi với bộ màu tím huế hả chị, size số 3. Rồi áo em mặc là áo lẻ với chị thôi, có size em còn size màu tím cà, em còn size 134. Màu tím cà em đang mặc em còn size 134. Em lấy chị hai bộ, một tím huế màu xanh ngọc nha chị Thu Hương. Rồi ok chị. Quần 60 ngàn một quần nha chị Thủy ơi. Quần trắng quần đen gì cũng 60 ngàn một quần hết. Rồi thôi lên giùm em màu tím cà. Tím cà em còn size 1, size 3 và size 4. Chị nào thích tím cà chốt tím cà giùm em nha. Tím cà size 1, 3, 4. Rồi màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi này em còn size 3, 4, 5. Em còn size 4 nha. Ở đây đỏ tươi size số 2 cũng còn. Đó tôi em còn size 2, 3, 4, 5. Ok chị Thu Hương. Rồi chị nào thích đỏ tươi lên đỏ tươi giùm em size 2, 3, 4, 5 nữa chị. Màu đỏ tươi. Cái em đang lên, mẫu em đang lên là áo lẻ nha mấy chị nha. Áo lẻ 85 ngàn một áo. Chị đồng lấy áo lẻ thì lấy mấy nguyên bộ là như em mặc nè. 245 ngàn nha. Rồi lên giùm em áo đỏ tươi ha. Màu đỏ tươi em còn size 2, 3, 4, 5. Màu đỏ tươi. Nhiều kiểu nha, nhiều kiểu đá nha mấy chị. Em lên mấy chị nhìn kiểu đá giùm em nha. Rồi lên giùm em màu tím mực.
tím mực kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em màu tím mực của chị. Đây, tím mực. Tím mực size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, lên mã tím mực cho em nha. Màu tím mực của chị ơi, chốt màu tím mực. Có áo 4D luôn chị ơi, chờ em chút. Rồi, màu hồng ruốc này em còn size số 3 thôi. Chị nào vừa chốt cho em mã hồng ruốc size số 3 với chị ha. Màu hồng ruốc nha. Rồi, lên hồng ruốc cho em ha. Hồng ruốc này em còn size 3, 55, 60kg mực đẹp. Rồi, chốt giúp em màu hồng ruốc size số 3. Rồi, tím mực nè. Đó, tím mực nó có mấy mẫu nè. Chị nào muốn lấy mẫu nào thì lấy. Rồi, tím mực nha. Tím mực size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, này lên hồng phấn giúp em. Cái hồng phấn này lên đẹp lắm chị. Hồng phấn lên dù quần đen là siêu đẹp luôn. Rồi, chị nào thích hồng phấn, chốt hồng phấn giúp em nè. Hồng phấn em còn size 1, 2, 3. Hồng phấn em còn size 1, 2, 3 mấy chị ha. Rồi, chốt mã hồng phấn giùm em nha. Hồng phấn. Xanh rêu. Rồi, lên nhiều em màu xanh rêu size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt mã xanh rêu cho em nè mấy chị. Màu xanh rêu ha, đó. Em để như là đúng màu của nó nè. Rồi, lên nhiều em mã xanh rêu. Chả có sai chị ơi, lên cho em chiều cao cân nặng em báo sai cho nha. Facebook bữa giờ nó bị mất tương tác lắm, cho nên là em nghĩ like là dễ like cũng ít người thấy mấy chị. Rồi màu đen giùm em. Màu đen. Đen này em còn size 1, 2. 1, 2, 1, 2, 4, 5 nha mấy chị nha. Rồi đen size 1, 2, 4, 5 giùm em. Chốt cho em mã đen mấy chị. Đó, chị nào thích nguyên bộ đen lấy áo đen quần đen. Rồi lên mã đen giúp em nha. Mẫu em đang lên là áo lẻ đó chị, 85 ngàn một áo. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Màu em mặc là màu tím cà. Rồi chờ em xíu. Và màu cam. Cam size 1, 2, 3, 4 giùm em mấy chị. Rồi màu cam. Cam size 1, 2, 3, 4. Rồi chị nào thích cam lên giúp em mã cam nha. Cam kèm size 1, 2, 3, 4. Một đá nào cũng đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi màu này lên giùm em là màu xanh ve chai. Xanh ve chai em còn 1, 3, 4, 5, hết size số 2 mấy chị ha. Rồi lên mã xanh ve chai giùm em. Cái xanh này cũng đẹp nè, chiều tím nè. Cái xanh nó lên sang quá trời luôn á. Rồi này lên giùm em màu xanh ve chai mấy chị ha. Áo trơn chờ em một xíu đi chị. Áo trơn 75 ngàn ha. Rồi hai đây màu xanh ve chai nha. Em còn size 1, 3, 4, 5. Chị nào vừa chốt ve chai, xanh ve chai giùm em ha. Xanh ve chai. Rồi màu hồng cánh sen. Hồng cánh sen cho em. Áo số 3 mà quần số 1 ha chiều tím. Mấy áo số 3 quần số 1 ha. Rồi lên mã hồng cánh sen giùm em kèm size mấy chị ha. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị có chốt em tìm còn size chốt cho nha. Rồi hồng cánh sen giùm em ha. Hồng sen, hồng cánh sen. Xanh lá. Xanh lá chỉ còn duy nhất size số 1 thôi ha mấy chị. Rồi xanh lá em còn size 1, chị nào vừa chốt cho em mã xanh lá size số 1. Cái màu xanh ve chai này lên sang quá trời luôn nè, chiều tím. Màu này không có già đâu. Chị mặc chị biết mà. Rồi cái này lên giùm em màu hồng sen đậm nha. Hồng sen nãy hồng sen tươi, cái này lên cho em là hồng sen đậm. Hồng sen đậm kèm size cho em mụn hơn. Đó em đưa màu gì cho nó nhanh. Hồng sen đậm. Rồi cái này xanh coban nè. Xanh coban này em còn cái số 1 à. À, xanh coban này em còn size 1 thôi ha. Chị nào vừa chốt cho em nha. Xanh coban còn duy nhất cái số 1 đó. Lấy màu xanh này ho. Cái xanh này đẹp mà em nói là màu xanh ve chai ở ngoài sang lắm. Đó. Một quần đen số 1, áo cánh sen số 1, cái sen tươi ha.
chi mặt là nó size thứ 3 đúng không? Rồi chị đánh em cái này size xuống 1, dưới 1 quần đen xuống 1. Áo xanh chị đang mặc em lấy size xuống 3 đúng không chị Tím ơi? Đúng, ok giùm chị nha. Đây áo cái số 3 nè, dưới cái quần đen số 3, dưới cái áo hồng da ha. Đúng không chị Tím ơi? Lên giùm chị nha. Mặc thử hồng phấn hả? Rồi chị chờ em xíu. Hồng da đẹp lắm mấy chị, đây hồng da đây. Ôi hồng da này cũng thấy là xinh xinh. Ok chiều tím. Ở đấy em cứ này. Hello chị Hồng Nghi. Nhận hàng chưa chị Hồng Nghi ơi? Màu em mặc là màu xanh ve chai á mấy chị, màu xanh ve chai. Màu xanh ve chai hơn. Đẹp lắm. Đây màu hồng da đây đẹp lắm mấy chị ơi, hồng da chị là thích hồng da, chốt hồng da. Màu tím trà có nguyên bộ có chị. Cho em xíu nha. Ủa chị Hồng Nghi ở đâu mà hàng chưa nhận được ta? Em gửi lâu lắm rồi mà. Rồi lên giùm em đây màu hồng da nè mấy chị ơi, đẹp chưa? Đó, chị nào thích hồng da chốt hồng da giùm em nha. Hồng da giùm em. Đúng rồi, nếu mà 55kg nếu mà cao thì mặc số 2, còn thấp thì mặc qua số 3 cho nó thoải mái chiều tím. Chứ mình thấp mà mặc size số 2 á, nó sẽ nó ôm quá nó cũng không đẹp nha, nó ôm quá nó ngấm cái chỗ này lên mình không đẹp. Ủa Cần Thơ mà chưa tới luôn hả chị Hồng Nghi? Em nhớ gửi mấy ngày rồi mà. Rồi lên thì em màu hồng da chị ha. Chị Hai Võ xanh ve chai 55kg, miếng 55 là mặc size số 2 đó chị, mà xanh ve chai số 2 em hết rồi sao á? Xanh ve chai size số 2. Xanh ve chai size số 2 em hết rồi chị. Rồi tím mực đây nè mấy chị đẹp. Chờ lên mã tím mực cho em nha. Rồi đây tím mực mẫu này, hai đá hai bên nè, hai hình quạt hai bên. Mà em lên là màu tím mực đúng chị. Lấy số 3 luôn hả chị? Ok chị Hai Võ. Vậy không biết cơ hàng mình có bị trục trặc gì không, chứ em gửi cái hàng ở Hưng Yên gửi sao chị luôn. Hưng Yên ở ngoài Bắc đó mà đã nặng rồi mà Cần Thơ chưa tới. Rồi bây giờ số 3 em chốt cho chị Hai Võ. Chờ để xíu nữa em like xong em kiểm tra thử nha chị Hưng Yên. Bộ một màu tím cà đây chị, mẫu hoa tiêu nha chị nha, mẫu hoa tiêu. Chứ mẫu bộ một màu tím cà là em đính đá là em hết. Đây, bông tiêu nha, 140 ngàn một bộ. Rồi để mặc thử ha. Màu em đang mặc lên giùm em là màu tím mực đó chị. Tím mực. Mặc ôm nhưng mà đừng ôm quá mấy chị, ôm quá nó không đẹp đâu. Không. Rồi em mặc vào ba đứa em biết mà ôm quá nó cứ nóng trong người mình khó chịu lắm. Vừa phải thôi, đừng có ôm quá.
chị đây. Ok chị Hoàng Nghi ha, chút nữa kiểm tra đơn lại thử. Rồi bộ tiếng ca ha, chị nào thích bộ tiếng ca chốt bộ tiếng ca giùm em. Dạ mẫu này là 140.000. Mẫu này 140.000 một bộ ha. Con đứng xa với chị nhìn nó cái dáng của nó. Rồi chị nào thích bộ tiếng ca lên tiếng ca giùm em. Dạ 140.000 một bộ chị. Ok chị Mỹ Kiều lấy bộ tiếng ca. Rồi chị bộ này chốt giùm em. Bộ tiếng ca chị, mẫu này em mới về nè, có nhiều màu lắm. Hello chị Văn Nguyễn. Rồi màu tiếng ca. Rồi lên giùm em tiếng ca sang ống rộng chị, ống rộng. Mẫu mới, mẫu hơn thêm này đẹp nè chị Văn Nguyễn ơi. Chị Mỹ Kiều lên số điện thoại giùm em nha. Rồi tiếng ca số 2 chốt chị Mỹ Kiều. Rồi bộ tiếng ca. Rồi
xanh nước biển. Xanh nước biển em còn sai số 2. Tiếng Huế đây chị. Cái này là nguyên bộ. Đây chị Mỹ Kiều. Đó, hơn nguyên bộ nha. Ấn rộng 140. Đúng rồi, hai bộ là miễn phí. Dạ có sai nha chị ơi, lên cho em chiều cao ngại em báo sai cho mình ra 45kg cho tới là 73kg thì chiều cao thôi chị. Tùy chiều cao nha, đây. Còn này là một tiếng Huế nguyên bộ nha, còn áo em đang mặc là áo lẻ đó chị thôi. Áo em đang mặc là áo lẻ. Rồi ok chị Mỹ Kiều nha, một bộ tiếng Huế. Sai sai. Cam tươi thì lấy cam tươi áo này.
Nguyễn Đông Đạt. Cao 1m65 mà bao nhiêu ký chị? Nguyễn Đông Đạt bao nhiêu ký chị đẹp? Xanh bích này em còn size số 3.
vào xe ba lấy nè, màu xanh bích quý chị ha. Đó, đơn giản rất là đẹp luôn. Rồi xanh bích size số 3 cho em nè. Rồi xanh biển em còn size 1 luôn mấy chị ha, xanh biển em còn size 1, size 2, khác mỏng một xíu. Rồi màu xanh biển em còn size 1, size 2. Mình thử xanh biển nha. Cái mặt là tím cà 4D mấy chị, 95 ngàn một áo. Rồi xanh biển em còn 1 với 2 ha, chị nào vừa chốt cho em ở xanh biển. Mẫu em đang lên là có bán áo lẻ đó, nói chung mẫu nào mà em mặc lên quần đen như vậy là có bán áo lẻ đó chị. Rồi xanh biển em còn cái em đang mặc là size số 1, còn size số 2 là cái kiểu đá này nha mấy chị. Đó, size số 2 kiểu đá lên như vậy nha. Đó, chị nào size 1 thì chốt cái em đang mặc nè. Cái này size 2 ha. Chất nó là thun lây dung Hàn Quốc co giãn mạnh chị, còn đá là ép bằng máy ha, đá ép bằng máy rất là chắc luôn, không bao giờ rơi rớt, dập máy là vô tư luôn ha, đá dập máy vô tư, còn chất của nó em đứng gần mấy chị xem, thật sự không có ý đồ gì mà đứng xa lắm chị, đứng xa để mấy chị nhìn hết được cái dáng của bà ba nó lên như thế nào thôi ha. Đó, còn muốn xem vải gần thì em đứng gần mình xem chứ không có gì đâu, vải co giãn. Đổi xanh bất hạ ok chị tím nha, trời ha, đổi này vậy chị tăng bạc thôi, em chốt chị cái xanh ve chai một quần đen size số 3 nha. Chất không co giãn ha chị, không bảo hơi vải đẹp chị, có mấy chục ngàn một áo mà cũng vải rất là đẹp luôn. Rồi vậy em lấy cái xanh ve chai qua cho chị Tân Đạt ha. Rồi xanh biển. Xanh biển số 1 có em, cái chị mặc là số 1 nè.
Sân biển này còn 1 với 2. Sân biển còn 1 với 2. Rồi em qua mẫu áo trơn nè mấy chị. Nói chung áo màu thì nó có vòng 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 nhiêu đó màu, nó khác kiểu đá trên áo thôi mọi người. Còn màu thì nữa tập trung hết vô đó nè, nhiêu đó màu là hết màu luôn á. Rồi áo màu trơn 75.000 một áo, màu em đang lên là màu vàng tươi. Vàng tươi em còn 1, 2, 3, 4. Vàng tươi em còn size 1, 2, 3, 4 thôi mấy chị. Đó, chị là vàng tươi, chốt vàng tươi giùm em nha. Sao đổi chiều tím thôi, hàng mua lâu rồi mà hàng không bị gì hết là chị không có đổi nha. Hàng không có bị gì về, không hơn đổi lần là chị không đổi ha. Cái đó là ai cũng vậy thôi, mọi người thông cảm giùm em nha. Cho nên lựa kỹ kỹ giùm em một xíu. Hàng lỗi hay là nó bị chặt, mặc không được thì em mới đổi. Còn hàng không bị gì hết mà. Trong khi em gửi đi em đã miễn ship cho mấy chị rồi. Không ngờ như đó mà đổi tới nữa luôn, tội nghiệp cho em hơn. Cho nên cái nào mà không có bị gì hết là em không có đổi nha. Rồi em lên áo màu trơn. Màu em mặc lên vàng tươi giùm em chị hơn, vàng tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Nha, chiều tím nha, không có bị gì hay là chị không đổi được nha. Rồi cái này mấy chị lên giùm em màu tím mực. Tím mực em còn size 1 với lại size 5. Đó, tím mực em còn size 1, size 5 mấy chị ha. Màu tím mực size 1, size 5 giùm em màu tím mực. Rồi hồng dâu. Hồng dâu em còn size 1, size 4 và size 5. Hồng dâu em còn size 1, size 4, size 5. Đó, mấy chị lựa kỹ kỹ, em đã mặc từng cái lên cho mình lựa, là đưa từng màu lên cho mình lựa, là mình lựa kỹ kỹ giùm em nha. Hồng dâu mấy chị ha. Hồng dâu em còn 1, 4, 5. Rồi sau này lên giùm em là màu xanh bích. Màu xanh bích em còn đủ size. Màu xanh bích em còn đủ size nha mấy chị. Rồi thế nào, xanh bích ở đâu cũng vậy hết mấy chị ơi. Mua đồ mình lựa kỹ kỹ một xíu, về nó không bị gì hết mà mình hợp không hợp chưa đổi là tội người bán lắm mọi người. Like cực lắm á. Thứ nhất là gửi đi không tính tiền ship, rồi thứ hai là gửi về nó sẽ bị rớt mẫu, nó sẽ còn cái hàng nó lại là khó bán lắm ha. Rồi cái này là nhìn em màu xanh bích. Xanh bích em còn đủ size từ 1 đến 5. Màu đen. Đen trơn thôi mấy chị, còn đen trơn có luôn nha. Đó, chị là đen trơn, chốt đen trơn giùm em. Ok, chiều tím thôi đó, thông cảm thì chị nha. Mình có thể mình giờ mình không hợp hay là mình không thích mặc gì thì mình tìm người mình chia lại đi. Đó. Rồi màu đen. Xanh này mấy chị lên giùm em là màu xanh lọt chuối, em còn size 3 với lại size 5. Xanh lá chuối mấy chị, xanh lọc chuối non á. Rồi đến em là xanh chuối. Xanh chuối ha mấy chị ha, xanh chuối size 3, size 5 giùm em nha. Màu trắng có luôn này chị đẹp ơi. Rồi trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em mã trắng. Chốt trắng giúp em ha. Giá trơn 75.000 một áo chị. Ok chị Mỹ Kiều nha, em bóc địa chỉ em hiện khỏi gọi. Dạ chị ơi, em đang like hai mấy lần đó chị. Hai mấy thì coi là comment của ai trước mà em đọc trước, mà bên nào trước em đọc trước tại mình không thấy á. Đen 65kg, 1m57, dạ size số 4 nha chị Nguyễn Hạnh ơi. Rồi chị chốt thì lên giúp em là đen trơn size số 4 nha chị. Đen trơn size số 4 giùm em. Rồi màu trắng là mấy chị thôi, màu trắng. Xanh biển.
Xanh biển thì em còn xanh 145. Nó size 23 đó chị. Xanh biển size 145. Màu em mặc là màu vàng tươi này chị. Xanh biển 145 giùm em. Chị Nguyễn Hạnh chốt thì lên giúp em là đen 4 kèm số thoại ha chị ha. Rồi cam sữa thì em nha. Màu cam sữa. Cam sữa em còn size 123. Rồi cam sữa em còn 123. Không có lẻ thiêu cà rốt ơi, hàng thiêu chị về nguyên bộ không à. Không có áo lẻ thiêu. Trời đỏ đô giùm em với chị, đỏ đô em còn size 124. 1245. Đỏ đô em còn size 1245, có size số 3 nha. Màu này màu đỏ đô nè. Rồi chị đánh đỏ đô, chốt đỏ đô giùm em. Size 1245. Ok chị Nguyễn Hạnh đen 4. Nguyên bộ không à cà rốt. Rồi màu này mấy chị lên giùm em màu xanh bơ. Xanh bơ em còn size 2 và size 3 chị ha. Đây màu này màu xanh bơ nè. Màu xanh bơ cho em nha. Một màu có, đính đá cũng có, mà hoa thiêu cũng có luôn chị. Nhưng mà hoa thiêu thì em mới về nó còn đủ size, còn đính đá còn lẻ lẻ không à. Chị mặc size gì chị lên cho em chiều cao cân nặng đi. Rồi em lên size cho nha. Rồi xanh bơ thì em chị ơi, còn size 2 với size 3 nha. Màu xanh bơ. Lên mã xanh bơ size 2, size 3 giùm em. Chị Tuyến Minh ơi, em lấy chị bộ một màu tím cà này ha. Ok
nhiều màu lắm chị, nó coi thêm không chị chứng minh. Coi bộ giá váy em lên thử. Chờ em một chút. Rồi thôi, đây 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 màu xanh lá còn còn cái nữa. Áo cơ em lên cho hết luôn màu xanh lá. Rồi xanh lá đủ size ha, xanh lá không còn đủ size, chị nào chốt lên em xanh lá nha. Chốt áo xanh lá giùm em. Chốt giùm em áo xanh lá. Rồi em qua mẫu nè. Chị nào xem bộ giả váy chấm lên giùm em với chị. Cà rốt bộ giả váy em lấy em coi em lấy size mấy. Em lấy size mấy chị lên cho.
hồng sen tươi này ha. Đây em còn size số 4 nè, đẹp lắm chị. Đó, chị Hạnh có lấy chốt giùm em nha, size số 4. Rồi bộ em đang lên là bộ giá váy mà con ơi, nó là xích rồi ha, xích rồi. Mặc vô giống như một cái đầm dài vậy đó. Mặc vô giống như cái đầm dài vậy, rất đẹp. Thì có hai túi cho em nè. Bông em đang mặc mấy chị chốt giùm em là, chốt giùm em là bông xanh trắng ha. Lên mã bông xanh trắng giùm em, hình như em còn size 3 với size 4 là sao á. Rồi lên mã bông xanh trắng em nha. Bông xanh trắng, nó dán quần nó xè giống như cái đầm vậy mấy chị. Sang á. Size 1 tiến cẩm size 1 em còn đứng giá được không chị? Đây tiến cẩm size 1 em còn bộ đứng giá này là chị chứng minh. Màu này là màu tím cẩm. Rồi bộ em đang mặc lên giùm em mã bông xanh trắng mọi người ha. Bông xanh trắng cho em nha. Chị Hạnh Nguyễn là chị Nguyễn Hồng Hạnh đúng không chị? Rồi chốt bộ bông xanh trắng em còn size 3, size 4. Lên bông xanh trắng cho em size 3, size 4. Bộ tím cẩm này chị Thúy Minh ơi, còn bộ này size 1 này chị đính đá. Mỏng mới luôn mà cái mỏng này về. Em like mới có hồi lượt rồi khách lấy sỉ hết trơn rồi, không có hàng để like cái mỏng này luôn. Cổ tim đúng rồi chị. Áo bà ba là cổ tim, hết đó chỉ có bà ba bông là cổ cung tim thôi à. Rồi tím cẩm ha, bộ này size 1. Chị đầu vừa chốt giùm em bộ tím cẩm size số 1 với chị 45-50kg, cao cao một xíu 52kg vừa ha. Chị nào thích bộ tím cẩm, chốt bộ tím cẩm giùm em. Chỉ còn size số 1. Rồi ok chị Hạnh Nguyễn. Trời ơi, mát rái mà mưa nó buồn gì đâu mấy chị ơi. Một hoa cà, một tím cẩm rồi, ok chị Thúy Minh em chốt chị bộ này nha, cảm ơn chị đẹp. Mấy chị xem mẫu gì mấy chị cứ comment lên cho em đi, là em lên cho em đang ế mà. Em đang ế, em lên theo cầu được hết á. Mấy chị cứ hỏi em là cao bao nhiêu, em đâu có cao đâu. Em cao có 1m55 mà. Tại vì em đây, em độn dép vô. Mặt bà ba mấy chị may dép cao cao lên tầm chừng 5-7 phân á, rồi thấy dáng dáng mình lên đẹp lắm mấy chị. Chứ thật sự em không có cao đâu hơn. Em không dáng dép lên á. Rồi em lên tiếp cái bộ hoa nhí này đẹp nè. Chị nào thích hoa nhí chốt mã hoa nhí ha. Dạ váy. Chị nào xem bà ba gì nữa cứ comment mẫu lên cho em, em lên cho nha. Bà ba thì nó cứ vòng 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 như đó mẫu không mấy chị. Mình chọn là mình chọn là mình thích ra. Rồi này mấy chị lên giùm em mã hoa nhí hồng này ha. Hoa nhí hồng này em còn size 3-4-5. Hoa nhí hồng em còn size 3-4-5 mấy chị. Chốt mã hoa nhí hồng giùm em nha. Ừ, chị nào thích hoa nhí lên hoa nhí. Em đang mặc bộ này size số 3. Mẫu em đang lên là bộ giả váy chị, 140.000 một bộ. Chất con hoa tiên Mỹ ha mọi người. Con hoa tiên Mỹ loại 1 đẹp lắm luôn. Mặc mát. Mùa này mặc cái loại này rất là mát. Cái này là hoa thiêu lên áo luôn không mọi người ha. Không thiêu chứ không phải gắn len đâu nha. Cái chị nhìn tưởng len chứ không phải thiêu. Rồi sao chị nào thích bộ này lên giùm em. À, hoa nhí hồng. Hoa nhí hồng size 3-4-5 giùm em.
Chị Ngọc ơi, thôi chị lâu quá luôn không gặp. Có áo lẻ chị. Chị Ngọc Hương xem size mấy em lên màu cho xem nha. Rồi hoa nhí hồng. Này cũng là hơi đi rồi. Có nha chị Ngọc Hương ơi, chị lựa size mấy em đưa màu cho lựa. Rồi nền đen bông trắng chốt cho em mã bông trắng của chị. Bông trắng kèm size 2, 3, 4, 5 cho em mã bông trắng. Mẫu này không có size 1 của chị không? Cái mẫu này con nó nhỏ nên đi từ size 2. Rồi size 2 trở lên thôi. Đây size 2 em 4, 5 kg là mặt vừa nè. Con nó nhỏ hơn con là 3 nha mấy chị. Rồi chị nào thích bông trắng lên bông trắng giùm em. Chốt cho em mã bông trắng. Bông trắng kèm size 2, 3, 4, 5 chị hả? Bông to. Ở chị nói bông to lắm không này. Size số 5 đó chị Ngọc Phương. Size số 5 rồi em đưa màu cho con nha. Chị thích coi cái màu nào đó em bung ra ha. Rồi màu xanh năm nè chị Ngọc Phương, chị muốn xem màu nào chị nói em bung ra nha. Màu hồng. Màu hồng không? Đó. Màu hồng xanh năm. Rồi màu xanh chuối nha em nè. Màu xanh bạc chuối ha. Đó màu xanh bạc chuối. Rồi màu hồng cánh sen đậm nè. Hồng cánh sen đậm cho em nha. Tím. Tím mực. Màu tím mực. Xanh năm số 70 kg, chị nào xanh năm lựa luôn giùm em ha. Tím mực. Rồi hồng cánh sen tươi. Màu hồng cánh sen tươi ha. Chốt hồng sen tươi giùm em. Cam sữa. Màu cam sữa ha. Rồi màu đỏ. Không có đỏ đô chị Ngọc Phương ơi. Có một tông màu đỏ tươi thôi à chị. Màu đỏ tươi chị ha. Màu đen. Màu trắng. Thấy chị màu vàng, màu trắng, màu đỏ đô. Rồi vậy em lấy chị cái màu trắng này nha. Màu trắng nè. Màu vàng nè. Nhưng mà không có màu đỏ đô. Màu đỏ tươi là chị. Đậm này nó gần gần như đỏ đô cũng đẹp lắm nè.
thí phạm. Màu cam sai mấy chị thí phạm ơi, để em coi thử còn sai không nha chị. Chị lấy sai màu cam bao nhiêu ký? Không lấy qua màu này nè chị Hương nè, màu màu hồng sen đậm đó, màu cũng gần gần không với màu đỏ đua. Chị thí phạm ơi, chị coi màu cam sai mấy chị, để em coi còn thì em đưa cho nha. Chứ lúc còn mình đưa lên cái chọn chúng cái sai nó hết nữa không còn mình. Sai một màu cam rồi, ok chị. Rồi chờ em xíu qua sai một màu cam, em còn áo này. Sai một màu cam đây chị. Màu cam đó, màu cam không, màu cam ha. Em còn size 1 với size 3 và size 4 thì 1, 3, 4. Màu cam em còn size 1, 3, 4. Chị đỏ luôn trơn rồi, ok chị luôn nha. Rồi đỏ luôn trơn, tay số 5. Rồi đây chị đang đỏ đô, ok chị Ngọc Phương. Cái này chị lên giùm em là mã sọc thôi mọi người ơi, đẹp lắm, mã sọc. Đầm đấy bán 160, giờ em lên sale giá 130 thôi chị, trời ơi muốn.
theo 130 thôi ha, có form từ 50 kg, nhưng dưới 50 kg là sẽ mặc hơi rộng một xíu mấy chị, 50 kg cho tới là 75-80 kg luôn, là size SML XL, size SML XL. Chị Ngọc Phương ơi, màu vàng mà màu vàng này chị không chốt, màu vàng chanh là em không có rồi. Để em coi cho màu vàng chanh. Không có chị Phương ơi. Màu vàng chanh là trên chỉ còn áo sơn thôi chị. Đây. Đó, vàng như vậy thôi à chị, còn nếu mà chị lấy vàng chanh nó nhạt hơn là em còn vàng trơn thôi. Màu vàng chanh này, để đưa cái màu vàng chanh lên cho mình xem. Màu vàng chanh nó nhạt hơn một xíu. Coi đầm bé mới mặc hả? Ok chị Tiến Minh. Chị Tiến Minh lấy đầm đó bao nhiêu ký, cao bao nhiêu chị? Để coi chị mặc đầm đó chị mặc sao nào vừa. Đây màu vàng chanh này chị Ngọc Phương. Ủa sao tự nhiên có vậy? Rồi vàng chanh này ha. Chỗ này là vàng tươi nha. Vàng chanh thì em còn ám trơn thôi, chị hỏi lại giùm em với chị Ngọc Hương ơi. Vàng chanh em chỉ còn ám trơn thôi, còn C4 với C5 màu vàng chanh. Ha chị ha, còn này là vàng tươi. Áo đá không có màu vàng chanh. Áo đá không có màu vàng chanh hết chị. Đó, cứ chọn lại giùm em nha. Chị Thúy Phạm, tiếng nhạc là tiếng cà á chị. Tiếng cà là cái tông tiếng nhạc nhất rồi đó. Đây chị ha, tiếng cà nha, size 1. Màu tiếng cà giùm em ha. Rồi bộ em mặc với chị lên giùm em mã sọc. Mã sọc nha. 58 kg là mẫu đầm đó, chị mặc size M thôi chị Kiếm Minh. Mẫu đầm đó mặc size M thôi, rồi để em lên cho. Đầm ở trên cao, em không biết rồi. Mẫu đầm này chị mặc size M là vừa nha chị. Ôi cái đầm vàng này đẹp nè. 130.000 một đầm ha mấy chị ha. Chốt co giãn mạnh thoải mái. Trời ơi cái này đẹp quá chị Chiếm Minh lấy này nè chị. Rồi em đang mặc là size M nè, còn rộng dữ lắm luôn ha. Size M là từ 50 cho đến 58, 50 cho đến 60 kg tùy chiều cao mấy chị. Đó. Cái nào cũng có túi hết nha mọi người ơi, hai túi. Co giãn mạnh cho em thoải mái. Rồi em đang mặc size M rộng này ha. Em 45 kg. Size M là từ 50 cho đến là 60 kg vừa mấy chị tùy chiều cao. Rồi chứ nào. Mấy chị chờ em một xíu nha, em sạc đi đó. Thì kho nó vòng vòng như đó thôi, nó cà rốt đó ông. Em vô em coi, chị có đăng hình trong đó đó, em vô em coi hình đi. Em vô em coi hình thì chị ha. Mà cái đầm này dễ mặc lắm mấy chị. Ví dụ như chị nào rộng á, mình mua thêm cái nịch váy giống như em nè. Em đang mặc cái này rất là rộng hơn. Mấy chị nịch cái nịch váy vô nó vừa trang trí thêm cái đầm mình cho nó đẹp. Và nó vừa ôm cái eo mình lại nữa. Đó, cái thương á. Rồi chỉ là thích đầm vàng này ha, size 50 đến 60 kg vừa chốt đầm vàng giùm em nha. Đầm vàng giúp em mấy chị ha. Đó. Nếu chị nào mà thấp ký á, mặt rộng á, mình nịt thêm cái nịt vô vừa đẹp vừa sang nữa. Vừa ôm cái dáng mình lại. Và cái này là nó giấu bụng cực kỳ luôn mấy chị. Không có thấy bụng á. Không có thấy bụng đâu ha. Cà rốt thôi vậy em vô coi hình giùm chị đi, cái giả váy là chị có chụp hình, chị có đăng hình chuẩn á. Rồi không thì xíu nữa chị la chị gửi xong rồi chị gửi hình qua cho nha. Cái điện thoại này đây sao nó không có xuống bên dưới người ta. Thank you.
Chí Minh mà độ co giãn nó thoải mái, mặt mát lắm chị. Thùng vải đẹp lắm, mình vải đẹp lắm. Chờ xíu sạc đi. Cà rốt là vậy, để xíu nữa chị like xong chị gửi hình cho em coi em like chọn được 5 chọn ha. Tại vì cái mẫu đó chị có chụp hình rồi đó. Mẫu da váy chị có chụp hình nữa.
còn xe nào để chị có chốt về tiền, có thì chốt hết, báo hết cho mình nha. Rồi lên mã hoa nhí đổi giùm em size SML. Chắc không qua ti Mỹ nha chị. Dạ 130.000 một bộ như em mặc á đó, đó, nó phải ôm lại như vàng xíu là mới đẹp, em mặc nó còn rộng. Áo trơn giá bữa nay giá 75 nha chị Ngọc Phương, đấy là vải lên giá lên rồi chị. Áo trơn áo nào gì cũng lên giá 5.000 một áo hết, bữa trước là 70, bữa nay là 75 ha. Còn áo đá 80 là thành 85 đó. Em bán giá mới một tuần rồi ha chị. Rồi mên mã hoa nhí đỏ giùm em. Này chốt giùm em mã hồng đẹp quá. Cái em mặc là hoa nhí đỏ đây, hoa nhỏ màu đỏ đỏ như nè. Rồi cái này lên giùm em mã hồng với chị ha. Hồng kèm size ha, SML cho em nha. Rồi hồng kèm size SML. Xanh, đầm xanh như em nè. Rồi chốt cho em đọc giống cái đầm đen hồi nãy em mặc đó. Rồi chị nào thích mã này lên giùm em mã xanh. Lên mã xanh giùm em mấy chị ha. Còn chốt giùm em xanh kèm size. Xanh. Rồi cái này size L luôn nè mấy chị. Cái này là phải từ 65 cho tới 75kg. Size L nha. 65 tới 75kg giùm em nha, cái này to. Rồi 65 tới 75kg cái này chốt cho em mã đỏ, đỏ size L hả mấy chị. Lên mã đỏ size L cho em nha. Đỏ size L. Rồi mã beo. Chốt giùm em mã beo size SML. Họ thích beo với chị nó đẹp. Rồi chị nào thích beo chốt cho em mã beo. Beo ha, SML cho em nha. Rồi lên mã beo giùm em. Beo size SML. Beo. Rồi cái này lên giùm em mã nâu. Dạ 130.000 một đồng chị. Rồi lên mã nâu cho em ha. Đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Em không có duyên bán đầm nữa sao. Em bán tất cả các món thì bán bà ba là được nhất rồi. Sale cho gió hết mẫu luôn. Rồi chị nào thích này lên giùm em ha. Mã đầm nâu nha. Đầm nâu cho em ha. Đầm nâu. Rồi còn cái nữa. Rồi em hết. Xanh lá. Lên giùm em mã xanh lá. Rồi chốt mã xanh lá giùm em đó. Rồi hết đó mấy chị. Tự nhiêu đó nằm á. Rồi chị nào thích. Cái em mặc là không biết nữa, còn size nào nữa. Cứ chốt đầm mã kèm theo chị số ký giùm em đi. Rồi em tìm có em lấy size cho nha. Rồi cái này lên giùm em mã xanh lá. Xanh lá. Xanh lá ha. Rồi chốt mã xanh lá giùm em. Xanh lá chị nha. Đó. Rồi. Rồi chị nào xem mẫu nào đó mọi người. Còn như đó đồng á. Thử cái nâu này chị. Dạ 130.000 một đồng ha. Chất hoa tây Mỹ nha mấy chị nè. Rồi nâu nè, chị nào thích nâu. Cầm nó chị không sang mặt nên người sang cực kỳ luôn. Rồi lên mã nâu cho em nha. Nâu kèm size SML cho em mã nâu. Rồi lên tiếp bộ giả váy nè. Bộ này lên giùm em bông nâu mấy chị ha. Bông nâu em còn size 4, size 5. Bộ giả váy nó là xếp rồi, còn cái mẫu em đang lên nó mà đầm nha mấy chị. Đã nói là bộ rồi là nó sẽ là hai món áo quần rồi nhau. Chứ không ai kêu bộ mà nó dính liền hết á. Trừ khi cái đó là cái zoom thôi ha. Rồi ha, cái này lên giùm em bộ nâu nha. Bộ nâu này em còn size 4, size 5. Gần đen lên cái hoa nâu nè. Rồi chốt bộ nâu giùm em.
bộ giá váy ra mọi người. Giá váy là cái quần nó xè giống như váy thì đó, xè rộng nha. Nhiều chị mua bộ giá váy về mà kêu em ơi sao cái quần nó rộng vậy, nó may kiểu giả váy mà cái váy nó xè ra vậy thì cái ống quần nó phải rộng ra vậy chứ chị đó. Mà lên nó như cái váy mà. Rồi chị nói bộ này lên em mã hoa nâu em còn size 4 và size 5. Rồi lên hoa nâu giùm em, hoa nâu size 4 size 5. Này chốt giùm em mã đỏ. Đỏ này em còn size 4, size 5 luôn. Đỏ Dior ha. Họ tiếng chữ Dior. Chị Trí Minh ơi, có lựa được cái đầm nào không chị? Em nói hết rồi đó. Băng nào cũng đẹp hết mà. Rồi lên mã đỏ cho em ha. Đỏ size 4, size 5. Áo là ba, áo là ba đính đá là 85.000 một áo. Chị một bộ là chị lên lấy quần đen hoặc là quần trắng là thành nguyên bộ, cái đó là áo lẻ. Rồi cái này chốt bộ đỏ giùm em nha, đỏ size 4 size 5 cho em mấy chị. Đỏ em còn size 4 size 5 nên giúp em mã đỏ. Đỏ 45. Rồi cái này lên cho em mã beo. Rồi mã beo em còn size 2, 3, 4, 5 chốt trên mã beo với chị. Em đang lên là bộ giả váy chị. Là cái quần nó đó là cái quần nhưng mà xè giống như cái váy xè chữ A của mình vậy đó. Cái chị mà mặc cái đầm messi lại trang vậy nhưng mà cái này xếp rồi đó, dài thôi, dáng dài nha, dài tới mắt cá chân của mình đó. Rồi lên giúp em mở beo, chốt bộ beo giùm em nha. Bộ beo ha, bộ beo kèm size 2345, bộ beo size 2345. Rồi hết bông rồi mấy chị, coi như đó nè. Bông tím này, em còn bộ bông tím này. Rồi bông tím, ai đền đen bông tím nha. Rồi chị nào thích bông tím chốt bông tím giùm em. Bông tím này em còn size 2 và size 3. Rồi lên giùm em bộ bông tím size 2, size 3 mấy chị ha. Lên mã bông tím. Bông tím size 2, size 3 giùm em nha. Rồi bông tím size 2, size 3. Rồi em xuống like thôi mấy chị. Tất người xem rồi mọi người. Chị nào cần cái gì nữa em bóc qua giúp em thôi. Rồi bye bye mọi người ha. Bye bye mấy chị đẹp nha. Nói xong bởi mặt
mình. Mới nói nó vừa xong, nó nói nó tập tầm như đàn ông mà quay trời, nó chỉ tâm thiệt sao chị giống như thiệt, chị giống như là chị biết suy nghĩ của em á. Em nói để mai 21 em nhắn tin chị tâm thiệt. Đấy, em nói ủa chị tâm thiệt có giận em gì đâu mà nửa năm nay không thấy mua đồ. Thiệt luôn, mới ngồi đi nghỉ luôn á, em nói thiệt luôn á. Em nói để nhắn tin chị tâm thiệt được, có giận hơn em gì mà nửa năm nay không thấy đâu hết trơn trời. Từ lúc bên nhà cũ ha, mới qua đây ha, không thấy đâu luôn. Giờ tháng nay em chuẩn bị 5 xuất quà, em sẽ tặng cho 5 chị mà tiền cũ bên em chia sẻ livestream. Nhưng mà chắc được đem tặng đồ ăn. Nhà của em cháy tỏi nè, 101.000 hộp nha. Cái này hộp xay rừng nè, xay rừng lắc đường với lại lắc muối ớt, 101.000 hộp nha. Rồi còn da heo là còn mấy hũ da heo bây giờ. Da heo 80.000 hộp nha. Rồi mấy chị ăn cái chi thì báo lên giùm em là mấy chị ăn cái chi nha. Rồi bấm nút chia sẻ nè. Xe với quà đi qua luôn. Bấm nút chia sẻ nè. Bốn
40.000 quần váy. Quần váy của anh đang hăng này lùng ơi. Anh hứa là con
con chân bé bé mà dây kéo trước ha. Ba quân lớn quân dài mà con này đẹp lắm, con này xem, con này bán cho mấy chị 140 ngàn là mấy má chúng mình luôn. Tại cây vải này không có còn ha. Cái con chân này nó còn lắm. Chị nào 75 đến 82, 83 kg. Đó là chốt cái con dâm 140 là dùm tôi uống tóc hoàng ăn. Cái con dâm này gọn lắm. Em nói thiệt, uống tóc hoàng ăn. 140. Anh Bảy ơi, chiều đi mua trứng mắc mưa, giờ bệnh hả? Ủa chiều mua trứng gì? Đây mấy chị, lên cho mấy chị một con quần rinh mặc đúng một lần nha. Rồi bán quần rinh này cho mấy chị 100 ngàn. Mua đi mấy chị. Mua đồ tôi là không bao giờ mà tiếc tiền hết trơn á. Chị nào size 36 là từ 78 kg đến 88 kg, chốt cho quần rinh này 100 ngàn. Chốt cho em quần rinh 100 ngàn nha. Quần rinh 100 ngàn mấy má ơi. Mấy má chốt giùm em quần rinh 100 ngàn mấy má ơi. Quần rinh của Hồng Đỗ mà, Hồng Đỗ quần rinh 100 ngàn. Rồi xem cho mấy chị bộ hoa cúc. Bộ hoa cúc vải co giãn lắm, quần co giãn, vải co giãn. Anatam ơi, cho con địa chỉ xin. Anatam ơi, inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Bộ hoa cúc bán cho mấy chị 80 ngàn. À, 80 ngàn bộ hoa cúc này dưới 80, 82 kg. Rinh 100 ngàn, khách lấy rồi chốt giùm em bộ hoa cúc 80 ngàn. Ủa vậy hả chị? Quần rinh khách lấy rồi Yến ơi. Rồi lên một bộ cho mấy chị. Người ta gọi đây là bộ môn là. Cái bộ này lấy lên để dành rượu rượu, để dành chưa mặc luôn. Bộ hoa cúc của La Ly Nguyễn 80 ngàn. La Ly Nguyễn cho em xin địa chỉ số hợp. Có hai cái bill mới luôn. Để lên trên này đi, để chút nữa xin địa chỉ số hợp sau. Anh đừng có ghi ngoài đó. Mày ơi, trong này có bill lùng nó ghi rồi. Để nó để trên kia nó xin địa chỉ. Con kiếm gì ở lộn nè, cũng nè. Kiếm gì mà con nhóm đít lắm vậy. Dạ, riêng khách lấy rồi. Cúc khách lấy luôn, La Ly Nguyễn cúc 80 ngàn của La Ly Nguyễn. Cái đồ này là đồ em mặc một lần nha chị La Ly Nguyễn. Nè, bộ này rường rường để lại chưa mặc lần nào. Rồi, bộ này mấy chị, bộ này để lại mà chưa mặc lần nào nè mấy chị. Có, hôm nay nhiều đồ lắm, chết trời em chút. Nè, bộ môn làng nè. Trời ơi, rường, cũng để đồ đồ lại ghê lắm mấy chị. Mà chưa mặc lần nào luôn. Đây, chốt giùm em bộ môn làng bán cho mấy chị với giá 130 ngàn. Môn làng dưới 82 kg, 130 ngàn. Anh Tâm vô hỏi 80 kg vừa không? Vừa. Môn làng 80 ngàn hả vậy? Vừa. Ờ, môn làng 130 ngàn. Môn làng 130 ngàn mới 100%. Nói hàng đó là hàng sale quá nha, mặc một lần đó. Chưa, từ bộ trong đây chưa lấy. Bộ môn làng của Văn Võ kìa. Mấy chị thương anh Bảy thì mua quần áo giùm chứ không có tiền. Đóng tiền nhà là yêu cho anh Bảy ra đứng đường. Bảy nói với em là mà, cuộc đời anh là hạnh phúc chứ có em cứ yên tâm đi. Em bán em chửi mang đĩ bơ mèo bánh xéo cho anh. Nếu mà không ai mua thì anh đi làm đĩ. Anh kiếm tiền không phải lộn, không phải làm đĩ lộn. Anh sẽ đem cái tăng sáng anh làm bôi ni lông mấy chị. Bôi là trai, còn ni lông là bao. Cái ni lông là ở quê em gọi là cái bao á. Bôi ni lông có nghĩa là mình dịch ra là trai bao mấy chị ha. Nhà em phải dùng từ rất là khiếm nhã nha mấy chị. Đó, La Ly Huyền. Khách cũ à, vô trong tin nhắn chọc ngón tay. Em có một con đầm đưa lên lầu. Mặc đúng một lần live stream và bán mấy chị 140. Con đầm này dưới 80 kg. Con đầm này dưới 80 kg. Trời ơi, thơm đứt luôn mấy chị. Chốt giùm em ha. Chốt giùm em con đầm caro vải co giãn 140 ngàn. Không vâng ngọ. Bộ xanh tầng vậy có tên lý không chị? Bộ xanh tầng. Bộ xanh hồi nãy là bộ xanh nào ta? 130, ai lấy rồi, Văn Võ lấy rồi. Bộ 130 khách lấy rồi, đầm của gấu bông 140 nè. Em bán cho mấy chị con áo đá 70 ngàn. Trời ơi, con này đúng mặt một lòng, đúng vị từ thiện luôn nè. Lấy áo đá mua xì 70 ngàn. Giá lời chốt áo đá mua xì 70 ngàn. Chốt giùm em áo đá. Ok, cái đem tự nhiên lấy cái đầm của tao áo này 70 ngàn cái áo nè. Đó mấy chị thấy không? Đây bộ này. Bộ này mặc đúng một lần. Ủa sao tự nhiên đem bộ này xuống? Em bị lộn rồi mấy chị, cái bộ này là không có bán mà. Cái bộ này không có bán. Áo của ai? Rồi áo của ngấu bông 70 ngàn. Để một con đầm nhưng mà chưa mặc luôn. Để một con đầm hàng xúc. Đầm hàng xúc này chị nằm dưới 75-77 kg. Chốt con đầm hàng xúc này lâm chuồng. Em mặc thì vừa rồi đó nhưng mà
trừ hao. Chứ ông về mà chị la hét 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 bây giờ u quỷ à bé cái đầm gì bà cũng vừa rồi kiện cái mu xỏ vô kiện cái mu lại không có. Dưới 75 kg đầm lông chuột bán với chị 90.000 vải coi vậy em dữ lắm nha. 90.000 đầm lông chuột em mà bán 2 ngày em cũng được nửa đóng tiền nhà rồi chị. Em bán cho mấy chị một con maxi để dành rượu rượu để dành đi biển chưa dùng tới luôn. Xã Biêu Anh An Tâm đi. Rồi con nhắn tin là xã Biêu đi. Xã Biêu Anh An Tâm đi. Thôi đừng nói nữa xã Biêu rồi. Đầm gì vậy đầm? Là cái gì món gì? Chưa coi. Rồi đầm của gấu bông 90.000. Rồi đây buồn ri tay 120. Buồn ri tay 120 nè mấy chị. Buồn ri này chị đâu cũng có 80 đến 87 kg vừa. Buồn ri này là buồn ri của em hàng xúc nè. Chưa mặc luôn còn mạc nè. Còn logo, còn sạch xì đờ, còn đầy đủ hết mấy chị. Con này mấy chị chốt là hơi bị trúng mánh luôn. Đây ha, buồn này 220. Đầm lông chuột khách lấy rồi không thầy ơi. Khách lấy cái đầm lông chuột rồi. Em để bộ này mà chưa mặc nè. Nè bộ này nè mấy chị, bộ này nè. Khổ tim hơn, cái giống như là nó giống như là cái áo phông dài á. Đây, đây ha, cái này là chưa mặc luôn. Rồi bây giờ xem cho mấy chị 100.000. Nó giống như kimono á mấy chị. Chốt giùm em đầm đen kèm vùng đùi nè. Đầm đen kèm vùng đùi dưới. Cái đầm đen kèm vùng đùi khoảng 75 kg là đẹp. Chốt giùm em đầm đen kèm vùng đùi 100.000. Trăm ngàn coi rụng tôi rớt cái quần ra con. Rớt cái quần lên đó. Rồi đây mấy chị ơi, em còn đơn bộ thun cô tông xanh ngọc thấy chưa chị? Hoa Đà Nguyễn mà sáng gửi biêu Hoa Đà Nguyễn sốt biêu quá anh. Kiểm tra lại đây. Đầm đen của Trăng Lê. Trăng Lê cho yêu sinh địa chỉ số điện thoại Trăng Lê ơi. Trăng Lê không có dấu. Trăng Lê 100.000 xin địa chỉ số điện thoại. Rồi đầm bi maxi nè. Đầm bi maxi dưới 80 mấy kg cũng vừa. Gì à, gì? Qua đây. Gửi hàng chưa? Sao hôm qua kia gửi bill không dồn cho Hoa Đà Nguyễn luôn anh? Còn bill ở đây mà Hoa Đà Nguyễn. Chị Văn Võ sau nha. Đầm đen của Trăng Lê trước rồi tới Mai Huyền đầm đen. Xong rồi tới Gấu Bông rồi tới Ren Nguyễn. Rồi tới cái comment thứ 5 mới là chị Võ Phúc ha. Đây. Quần riêng đó 80 đến 88 đó lên ơi. 88 thế. Em có con đầm maxi dưới 83-84 kg vừa rồi. Con này mới toan ha. Rồi chốt giùm em con đầm maxi này. Con đầm maxi này ở giữa có xỉ đùi nè. Rồi xe con đầm maxi này cho mấy chị 120.000. Chốt giùm em đầm bi maxi. Rồi đầm đen của Long Nguyễn. Đầm đen của Long Nguyễn, coi thử Long Nguyễn tỉnh nào đây. Long Nguyễn ơi vừa chọt con tay giùm em nha. Rồi áo giấy bán cho mấy chị 70.000. Áo giấy 70 đến 100 kg gu xì bán mấy chị 70.000. Chốt giùm em áo thun giấy nha. Chốt giùm em áo thun giấy 70.000. Đầm maxi của Thi Võ 100 mấy ạ? 100 mấy hả mấy? Rồi 120 hả? Của ai? Rồi Long Nguyễn đầm đầm đen. Rồi Long Nguyễn đầm bi á. Long Nguyễn đầm bi. Áo thun của Nguyễn Ngọc Trâm. Áo thun 70.000 của Nguyễn Ngọc Trâm. Dạ đúng rồi chị Thu. Đúng rồi chị Thu. Đúng rồi chị Thu. Lên Nguyễn lấy cái ren hàng đầu của chị em phải không? Cái quần này mới 100% mới lên. Gì hả? Ai? Anh đang nói với đâu? Đưa cái ấy ra. Sao anh sao không có vui vậy? Em thấy anh lạnh nhạt say mặt quá hoài. Chứ nói thì không nghe phải hả chứ sao? Long Nguyễn Tân Phú nha. Trần Lê mới lấy gì? Trần Lê phải có địa chỉ ở trên mạng thì con. Linh Nguyễn lấy quần này phải không? Rồi Linh Nguyễn 272-220.000. Ôi Linh nói nè, thứ nhất là hàng động, thứ hai là hàng co giãn dữ lắm. Rồi Linh Nguyễn 220 quần rinh nè. Đặc biệt khách lấy rồi.
tôi cho mấy chị nha. Rồi xong cái đó chị Bình đi kiếm mấy bao luôn giấy à chị. Hôm nay em sẽ sale đồng 3D cho mấy chị 70.000 nha. Đồng 3D là từ 62kg đến 90kg vừa. Rồi em có một bộ nơ mặc một lần bán cho mấy chị 110.000 bộ nơ đỏ. Bộ này dưới 82kg. Bộ nơ đỏ quần ngồi quần dài ống phát hay sao? Bộ nơ đỏ quần lửng mấy chị. Còn áo thun giấy á em. Áo thun giấy là cái bao này là đó thun giấy giống vậy nè. Có tổng cộng 4 bao lực. Rồi lôi lên đây nè, lấy cái bao ra. Còn nữa. Rồi bộ này là xe mấy chị 101.000. Bộ đỏ nơ. Đỏ nơ 101 nha. Vậy là chú đỏ nơ 101. Chú cho mấy đỏ nơ 101. Dạ không, thì bộ nơ của Văn Mỏ nè luôn á. 101 của Văn Mỏ. 101 của Văn Mỏ còn nữa. Còn mấy bao giống vậy là coi nhà dưới em. Mấy bao mới bỏ giống vậy nè. Rồi bây giờ hai mẫu thun giấy. Thun giấy này 140.000 cái. Bây giờ em bán cho mấy chị hai cái 150.000. Mà em nói thì mấy chị ra thun giấy là 70-100kg. Bao đã cho mấy chị luôn. Bộ nơ trên lầu còn nó để chút nữa em lấy xuống em sale cho. Hả? Chút nữa em lấy xuống sale bộ nơ cho mấy chị nè. Rồi chị nào chờ muốn áo chú thì quýnh giùm em nha. Chút xíu là lên áo chú cho mấy chị. Dũng trong tù mới về. Đây mấy chị ơi. Dạ bộ nơ chị Phạm lùa giờ cái comment. Cứ hai áo thun giấy là 150.000 mấy chị. Hai áo 150.000. Bốn mẫu lần nhưng mà hai áo 150. Bốn cái thì 300. Đó cho em có cho mấy chị lựa đâu. Nè em nói mấy chị thun giấy con nào cũng đẹp hết nha. Đây là bờ sát này. Rồi chốt giùm em thun giấy hai cái 150.000 mấy chị ơi. Xin là chị xong rồi hết chưa con. Hai thun giấy 150.000. Còn bao nhiêu không ạ? Giống giống như này bây giờ. Có trong này còn không? Hai thun giấy 150.000. Bộ đo đã lâu em còn mấy chị. Gì vậy? Cho xin cái cát thủ. Cái ngọt lắm. Mình thường bỏ hủ cái gì. Cái ngọt lắm. Hai thun giấy 150.000 quý vị ơi. Hai thun giấy 150.000. Hai thun giấy trời ơi, tôi chơi mấy thun giấy lên bài nào cũng đặt. Bây giờ tôi lấy loi bôi 4 bao thun giấy đặt má rồi là hết trơn. Rồi Nguyễn Hồng Nga, hai cái thun giấy 150.000. Nguyễn Hồng Nga, trời đất quỷ thần tiên tỉa luôn luôn ơi. Hai cái thun giấy 150.000, quá trời rẻ luôn. Thun giấy này mấy giờ mấy chị về mặt không đẹp đi kiếm tôi. Gọi nhẹ nhàng không thấy nóng, không thấy nóng, đại khái là không thấy mọc, mọi thứ đều hoàn hảo. Em hai cái khỏi kiếm mình đâu ai mua đâu kiếm. Hai cái 150.000 mấy chị ơi. Hai cái 150.000 hết. Chị Thương Ngọc ơi, Thương Ngọc quận 12 nè, cho em bộ nô đỏ đen khắp thấy rồi anh Đào Nguyễn Thị. Để lên lầu kiếm đi cho cái bao này nữa nè. Không lẽ vô nhi bỏ không mặc được đâu. À, chị bán anh bảy cho em bé nữa rẫn nữa đó nữa đó nữa. Chị Mai quan trọng nha. Cái là bé Mai lên cái kho hàng trên này nè. Đây nè, em mở ra nó có hai cái bao đồ đỏ. Em sắm hai cái bao xuống đây chị luôn. Em hỏi nó không luôn rồi. Ủa Trần Lê bé luôn. Trần Lê có địa chỉ xuống hỏi chưa? Rồi em quăng đây đi. Bán bảy giờ làm gì anh? Về chọn bé Trần. Thôi lỡ đem bộ này xuống rồi bán cho mấy chị luôn nè. Cái bộ này là dùng từ em lỡ nè. Rồi bộ này đưa lên mấy chị giùm.